tới ngày 24 tháng 7, tại xã Dinh Tế, Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ điểm sáng văn quá biên giới năm 2022. Chương trình giao lưu văn nghệ điểm sáng văn quá biên giới năm 2022 tại xã Dinh Tế là hoạt động phối hợp của đồn biên phòng Vĩnh Quân với Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố xã Dinh Tế nhằm chào mừng kỷ niệm 9 năm thành lập thành phố Châu Đốc, 190 năm thành lập tỉnh An Giang và kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại chương trình các tiết mục múa đã tái hiện lại những hy sinh mất mát to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, trên diễn các ca khúc đặc sắc ca ngợi về quê hương đất nước, về lực lượng bộ đội biên phòng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ nhân dân xã biên giới. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Vĩnh Quân với nhân dân trong xã, tạo điều kiện phát triển phong trào dân quá dân nghệ quần chúng trên địa bàn xã Vĩnh Tế anh hùng. Tối ngày 23 tháng 7 tại nhà văn hóa phường Vĩnh Quân, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố tổ chức giao lưu văn nghệ điểm sáng dân quá biên giới năm 2022. Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra sôi nổi với các tiết mục được dàn dựng và chuẩn bị chu đáo của các đơn vị. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, ca ngợi về cuộc sống, chiến đấu và những hy sinh gian khổ của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng. Chương trình giao lưu văn nghệ điểm sáng văn quá biên giới năm 2022 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 9 năm thành lập phường Vĩnh Quân thuộc thị xã Châu Đốc và thành lập thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 27 tháng 7 năm 2022 thông qua chương trình nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi khơi dậy tinh thần đoàn kết gắn bó giao lưu trong lực lượng cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương